chia sẻ một chút về một thông tin rất thú vị. Đây, Golden Crossover, tức là điểm giao cắt giữa MA200 và MA50. Đây là một từ khóa khá nổi tiếng trong giới đầu tư liên quan đến biểu đồ nến. Cái này có thể là đường MA hoặc là đường MA. Mình giờ đây mình đang sử dụng đường MA. Đường MA thì nó được tính toán, cái tuyến tính của nó chính xác hơn, mềm mại hơn so với đường MA. Nên là trong cái biểu đồ của mình thường sử dụng MA. Mặc dù có lúc mình cũng sử dụng, ví dụ ở đây mình cũng đều sử dụng có cả kết hợp lúc nào cần. Thế nhưng mà thường là mình sẽ bật MA. Ví dụ như đây là đường MA200 làm điểm màu vàng này. Đấy. Còn cái đường MA50 đây. Đây, mình là điểm màu nâu nâu này. Đấy. Đây, quay trở lại câu chuyện là cái điểm giao cắt Golden, giao cắt điểm giao cắt vàng, tiếng Việt là thế. Thì đây, điều đặc biệt tại sao câu chuyện hôm nay mình nói thế, hôm nay là ngày 21, tức là vào hôm thứ 6 vừa rồi bắt đầu xuất hiện điểm giao cắt vào ngày giao dịch cuối cùng của tuần vừa rồi, vào ngày thứ 6, tức là ngày 19 tháng 1 năm 2024, điểm giao cắt. Đây là một tín hiệu rất tốt. Mặc dù chúng ta có thể nhìn thấy hình này, chúng ta cũng thể đoán được là cách đó trước đó một khoảng thời gian là ta đã đoán được là xu thế sẽ xuất hiện. Thế nhưng mà đây là điểm, câu chuyện là đến rồi, chúng ta sẽ nói chuyện về nó. Tức là nó báo hiệu một tin tốt. Tất nhiên rằng mọi chuyện đều có thể diễn biến trái ngược với những tin phức tạp, thì nó có thể đảo chiều được. Thế nhưng mà trước mắt với những thông tin vĩ mô rất ok, ổn định, thế giới nếu không có gì đó bất biến quá lớn, còn với nội tại nền kinh tế Việt Nam thì có lẽ là nội tại thì rất ok, đang vượt qua đáy, nền kinh tế có thể nói là đã đi qua đáy và đang phục hồi. Năm 2024 rất hứa hẹn. Tất nhiên là nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế rất mở, xuất nhập khẩu chiếm một tỷ trọng quá lớn. Chúng ta sống ở tỷ trọng xuất nhập khẩu, thì chính như năm vừa rồi nó kém là vì thế. Thế nên là những cái chúng ta cần phải theo dõi cái kinh tế vĩ mô thế giới, những cái biến động của thế giới nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Trực tiếp một cái rất nặng nề luôn. Ví dụ như chiến tranh Nga-Ukraine, Mỹ tăng lãi suất, nó gây đến sự sụp đổ của thị trường. Cuối năm 22 làm bao nhiêu người bán nhà bán cửa. Nên là kinh tế, chúng ta đầu tư vào một doanh nghiệp thì là vi mô, nhưng cả thị trường thì nó lại là kinh tế vĩ mô. Đây, quay trở lại với cái đường cross, đường giao điểm vàng nhá. Đây có một giao điểm này. Đây có một giao điểm vàng. Đấy, đây có một giao điểm. Đây, mình chấm vào đây một cái để đánh dấu cho nó. Giao điểm vàng, đặt cái màu vàng cho nó hoành tráng, cho cái màu vàng vào đây. Đấy. Đây sẽ xuất hiện tiếp một giao điểm vàng. Ta để tiếp vào đây một cái đi. Ở đây có một cái này. Đây, ta dựa vào cái dữ liệu này, ít nhất là trong 3 lần gần nhất này nhé. 3 lần gần nhất đây, ta nói. Rõ ràng là cái giai đoạn tăng trưởng vừa rồi lên tới 1.000, gần 1.000. Chính xác là đã đi đấy, đã chạm 1.253 điểm, chứ là trên 1.250 điểm. Cái giai đoạn mà là đầu tháng 9, giữa tháng 9,
đấy, giai đoạn đỉnh của năm nay đấy, thì đỉnh của năm 2023 thì rõ ràng là đây ta dựa vào, đây là câu chuyện nhìn vào lịch sử để thấy rằng cái giao điểm điểm giao cắt này, đây là giai đoạn tăng trưởng này. Sau đó thì nó đã bị đao chen trong ngắn, trong dựa vào cái đường MA 50 và MA 200 đây, thì điểm giao cắt lại đảo chiều, đấy, ta vẽ mũi tên một chút nhé. Rõ ràng là giai đoạn này lại đảo chiều đấy. Còn giai đoạn này là tăng tăng này đấy, rõ ràng là đây ta nhìn thấy câu chuyện và cái cơ hội, cái chắc chắn rằng là cái giai đoạn này sẽ là như này. Mình cứ vẽ một cách gọi là rất đơn giản thì ít nhất là phải bằng cái giai đoạn mà 1250 này. Mình tự tin là thế và còn hơn. Đấy. Với những cái điều kiện sẵn có như bây giờ. Đấy. Ta nhìn lại cả một giai đoạn trước này. Giai đoạn này đảo chiều được này. Đấy. Và đến tức là cái đoạn tăng trưởng liên tục chứng khoán năm 2023 mình là từ bắt đầu từ cuối tháng 4 đầu tháng 5. Đây là một con sóng mà có lẽ là nhiều người ăn đậm, ăn 100%. Có những mã cổ phiếu ăn 100%. Và cũng là cái giai đoạn đây nó đảo chiều và đao chen từ 1500, 1500 đi xuống đây. Rõ ràng là kinh nghiệm là dựa vào cái nhìn vào cái điểm giao cắt vàng này, ta cũng có thể thấy rằng là nếu quan sát tốt mà biết ao ra đúng lúc dựa vào cái điểm này thì là đã không chết, dựa vào kinh nghiệm thực tế này, về kinh nghiệm lịch sử của cái đường MA 200 và 50 giao cắt tạo ra cái gọi là điểm giao cắt vàng. Đây, còn lại quay lại lịch sử cái giai đoạn mà nó tăng trưởng liên tục lên tới 1500. Đấy, đây là một điểm giao cắt tiếp này. Đấy, tăng trưởng liên tục từ quãng này lên đây. Tất nhiên trong này có những lúc trồi sụt nhưng mà chỉ rất nhỏ. Nó không thể phá vỡ được cả một cái gọi là giai đoạn đao uptrend. Đây là cả giai đoạn uptrend. Đấy, người ta nhìn vào đây ta thể thấy được đây. Rõ ràng này. Đấy, Golden Cross Silver, điểm giao cắt vàng. Đấy, nên là nhìn vào cái lịch sử này và cái hiện tại bây giờ ta thấy là cái cơ hội để đầu tư và đón sóng nó ít nhất là nếu như dựa vào đây quá khứ này, giai đoạn này chúng ta đã thoát được, có thể gọi là thoát được giai đoạn đao trend này rồi, thì giai đoạn này ít nhất mình cũng có thể đánh được cái sóng này từ 3 tháng, 3 đến 5 tháng, 3 đến 5 tháng. Đây, mình cứ dựa vào lịch sử như cái đoạn ngắn này. Đây là từ cái quãng tháng đầu cuối tháng 4, tháng 5. Tháng 5 cho đến tận tháng giữa tháng 9. Đấy. Cứ cho là đầu tháng 9 đi thì nó cũng được 4 tháng. Đấy, được 4 tháng. Đấy. Nên là cái giai đoạn này là phải được từ 3 đến 5 tháng. Đấy, từ giai đoạn này xong lại đao chen đến giai đoạn này thì nó cũng mất 3 tháng, 4 tháng, cỡ 3 4 tháng. Vậy nên là trong cái giai đoạn này chúng ta có thể tự tin rằng sẽ tăng trưởng, chúng ta sẽ có một giai đoạn tăng trưởng từ 3 đến 5 tháng trong vòng đấy. Và chúng ta tiếp tục quan sát xem là cái độ mở rộng của cái hai cái đường này nó lớn như nào. Nếu nó độ mở rộng của nó lớn dựa vào trên quá trình lịch sử này. Đấy. Và quá trình tiến lên này thì hoàn toàn chúng ta có thể có một giai đoạn uptrend 2024 và xuyên đến tận 2025. Hoàn toàn là điều có thể. Và dựa trên cả cái yếu tố vĩ mô mình tin tưởng là nó như thế. Tại sao ta không tin được? Và chúng ta sẽ tiếp tục quan sát. Thế nào? Hôm nay mình chia sẻ một bài chia sẻ ngắn.